Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 về lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn dự kiến ảnh hưởng đến các khu vực miền Nam của nước này trong những ngày tới. Theo thông báo, từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, những trận mưa lớn được dự báo sẽ trút xuống các khu vực miền Tây Nam Trung Quốc, các khu vực phía Nam sông Dương Tử và miền Nam Trung Quốc, cũng như khu vực phía Đông Nam tỉnh Hồ Bắc. Mực nước có thể sẽ dâng cao và vượt mức cảnh báo ở một số con sông trong các khu vực bị ảnh hưởng. Và những trận lũ có thể xảy ra ở một số con sông nhỏ và vừa, cơ quan trên đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 về lũ lụt tại các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cử các nhóm công tác đến Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu để hướng dẫn các khu vực này ứng phó với lũ lụt. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ ứng phó cao nhất. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan, mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong vòng 63 năm qua, gây thiệt hại về người và của. Lũ lụt đã kéo sập nhà, cuốn trôi xe cứu hỏa. Trung Quốc lập tức phát báo động đỏ số 1. Mấy ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, địa điểm xảy ra vụ việc là quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của Sở Cứu Hỏa Thiều Quan, ngày 9 tháng 8, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ và nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. Tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, may mắn không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nago Zibao, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã phá hủy ít nhất một ngôi nhà trong chốc lát, đồng thời cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thành gỗ lớn. Tờ Jinman News Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, mực nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử khi khu vực đô thị bị nhấn chìm và một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập khiến 5 người gặp nạn. Địa phương này cũng ghi nhận nhiều vụ sạt lở đất và sạt đường. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc, vào ngày 8 tháng 8, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt quá 220,1mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV vào sáng ngày 9 tháng 8, mực nước của lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mực nước đảm bảo. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành. Tại Quảng Tây, theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp ngày 8 tháng 8, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2 triệu người tại 100 quận huyện của 11 thành phố trong toàn khu vực. 115.000 người đã được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 267.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp. 9.010 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Theo hãng tin Reuters, các video chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy trong ngày 8 tháng 8, tại ít nhất là 2 quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn đã biến đường phố thành sông, ô tô và những căn nhà một tầng bị cuốn trôi. Lượng mưa ở một số khu vực được ghi nhận là kỷ lục trong vòng 63 năm qua. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ngày 11 tháng 8, từ 20 giờ ngày 11 tháng 8 đến 20 giờ ngày 12 tháng 8, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét, cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây, trong đó khả năng cao xảy ra lũ quét báo động đỏ ở khu vực Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết, từ 8 giờ ngày 7 tháng 8 đến 6 giờ ngày 11 tháng 8, lượng mưa đo được ở 914 xã thị trấn ở 71 quận huyện trong tỉnh vượt quá 225mm, trong đó 389 xã thị trấn ở 55 quận huyện vượt quá 380mm và 34 xã thị trấn ở 10 quận huyện vượt quá 580mm.
từ 6 giờ ngày 7 tháng 8 đến 6 giờ ngày 11 tháng 8, lượng mưa ở 101 xã, thị trấn của 16 quận huyện trong tỉnh vượt 55mm, trong đó 51 xã, thị trấn của 7 quận huyện đo được gần 100mm. Cũng trong ngày 11 tháng 8, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Cụ thể, mưa ở miền Nam Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt vào ngày 15 tháng 8. Theo cơ quan thời tiết các địa phương, năm nay, những cơn mưa dông có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường. Lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1961. Wang Weilu, chuyên gia tại trang tin thời tiết weather.com.cn thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và ấm cùng hội tụ ở miền Nam Trung Quốc, cả hai khối không khí bị tắc ở đây. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định tình hình lũ ở nước này vẫn rất nghiêm trọng và tiếp tục cảnh báo sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở khu vực miền Nam trong những ngày tới, khiến hàng loạt con sông xảy ra lũ, trong đó lưu vực sông Châu Giang có thể xảy ra đại hồng thủy cục bộ. Lũ ở một số con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử có thể vượt mức báo động. Được biết, từ đầu mùa lũ năm 2012 đến nay, Trung Quốc đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn kéo dài, khiến các con sông lớn thường xuyên phải đưa ra thông báo lũ, tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Châu Giang. Hiện Bộ Thủy lợi Trung Quốc vẫn đang duy trì phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 về phòng chống lũ lụt và hạn hán, đồng thời cử 5 tổ công tác đến tuyến đầu phòng chống lũ ở các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và mưa lớn. Có thể thấy, đợt mưa kỷ lục trong vòng 63 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng và sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi phải đi sơ tán. Trung Quốc hiện đang phải chịu ảnh hưởng bởi sự hội tụ hiếm hoi của mưa lớn kỷ lục cùng với sóng nhiệt và lốc xoáy ở siêu đô thị phía Nam Quảng Châu, khiến cho nhiều người phải di tản, làm hư hại tài sản và đất canh tác. Ít nhất, 5 tỉnh và khu vực ở miền Nam đã ban hành cảnh báo bão và lũ lụt nghiêm trọng giữa lúc lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục. Trung Quốc cho rằng biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Ở miền Nam Trung Quốc, những tuần trước và sau lễ hội Thuyền Rồng vào tháng 6 hàng năm thường xuất hiện mưa và thời tiết bất ổn do không khí nóng ẩm ở phía Nam va chạm với khối không khí lạnh từ phía Bắc. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn. Có tác động của suy thái rừng, san lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi, biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước. Đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm 2022. Tháng 7 năm 2022, đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu dẫn đến lũ lụt kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ nhân dân tệ, tương đương 17,8 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc có lịch sử dễ bị lũ lụt. Trong thời gian gần đây, nước này ngày càng dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới. Chính phủ Trung Quốc cho biết, trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hồi tháng 6, biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế xã hội. Biến đổi khí hậu không chỉ tạo ra những thách thức lâu dài, mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm, sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Do đó, chính phủ Trung Quốc sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường. Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước.
Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước, lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn năm 2021-2025. Trung Quốc, quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, đã cam kết sẽ đưa lượng khí nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Hy vọng với cam kết thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung Quốc sẽ giảm thiểu được những kiểu thời tiết cực đoan, bảo vệ được cuộc sống của người dân. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!